mọc quả nho. Ừ đấy, thế là nó mọc quả nho em ạ. Cái này nó đặc biệt như thế đấy, chị thử cho em. Ai mọc nho? Vô tay. Để cho em cái giá xinh đẹp hơn là 12. 3 số thứ 3 là 6. Ok, cắt. Yeah. Rồi, giao dịch thành công. Thôi lấy mua tình cảm thôi chứ còn. Lấy mua tình cảm. Lấy. Đây Kha nhìn anh Kha nhìn đây. Giao dịch giữa anh Kha với này bác Kha thì bác Quý. Đây, tuyệt vời. Anh em ơi. Cả nhà cho chàng vỗ tay nào. Mình xin chào tất cả anh chị và con nha. Tuy cái bãi mới thành lập thôi nhưng mà khách hàng đến xem rất là nhiều. Và anh chị nào mua xe thì cứ tới địa điểm ở đây, nên là mình mua xe thôi. Khu chung cư Tân Mai 900 quốc lộ 1A, khu phố 5 phường Tân Tạo Bình Tân nha. Còn em là khó. Nhưng mà đầy đủ nó đẹp lắm. Bài con cái. Anh đang cầm cái máy chụp cấp đang muốn là chụp bài được. Trình đưa chưa đặt sẵn cái này mình xếp này. Là bây giờ là người ta không mua các công ty hay là văn phòng. Không mua anh. Không mua anh. Mình phải chăm sóc và. Quá rồi. Đây mà lúc nãy bảo là đây là cái quá trình mà kiểu là cho thuê hết. Hai ba. Đi đại lắm mà cảm giác đó là. Ông ở đây với đây cũng bị ông mà nắng nắng quá thôi phải không đi trong món.
Hội bung lên lên!